Không quân Mỹ thử thành công tên lửa siêu vượt âm. Không quân Mỹ phóng thành công tên lửa siêu vượt âm không đối đất, đạt tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh trong cuộc thử nghiệm ngoài khơi bờ biển phía Nam California. Theo lực lượng không quân Mỹ, cuộc thử nghiệm vũ khí phản ứng nhanh phóng từ tên lửa trên không AGM-183A là lần phóng đầu tiên của một tên lửa nguyên mẫu hoạt động đầy đủ. Vụ phóng này diễn ra vào hôm 9 tháng 12 ngoài khơi bờ biển phía Nam California. Không quân Mỹ cho biết, sau khi tách khỏi máy bay B-52H Stratofortress, tên lửa tăng tốc và đạt tốc độ gấp hơn 5 lần âm thanh. Quả đạn phát nổ ở khu vực mục tiêu, dữ liệu cho thấy mọi yêu cầu đã được hoàn thành, thông cáo không quân Mỹ cho biết. Nhóm phát triển chương trình tên lửa phản ứng nhanh phóng từ trên không ARRW đã thiết kế và thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh phóng từ trên không trong 5 năm. Việc thử nghiệm thành công tên lửa này cung cấp khả năng quan trọng cho binh sĩ của chúng ta. Tư lệnh không quân Mỹ tướng Jason Bartholomew, giám đốc điều hành chương trình vũ khí cho biết trong một tuyên bố, tên lửa AGM-183 do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo chuyên diệt các mục tiêu có giá trị cao. AGM-183 sẽ cho phép lực lượng Mỹ nhanh chóng tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt trên mặt đất. Các cuộc thử nghiệm trước đó đối với tên lửa AGM-183A chủ yếu tập trung vào động cơ đẩy của tên lửa.